mọi người luôn bận rộn vì quá nhiều công việc, không có nhiều thời gian để dành cho việc chăm sóc nhà cửa, xe máy, ô tô. Tới lúc để ý thì cáu cặn, rỉ sét, ố vàng đã bám quá nhiều. Những vết bẩn lâu ngày không thể cọ rửa, vậy làm sao để sạch như mới? Shop xin giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm tẩy đa năng, tẩy rỉ sét kim loại Aquada S600. Một sản phẩm tẩy rửa mới dành cho thời công nghệ số, chỉ vài phút mọi thứ sạch bong, sáng bóng như mới. Hơn thế, mùi dễ chịu, thành phần an toàn, không độc hại. Công dụng ưu việt của Aquada là tẩy sạch cặn canxi, cặn khoáng, rỉ sét, ố vàng lâu ngày bám trên bề mặt sứ, lavabo, vòi sen inox, cặn canxi ở trên vách kính nhà tắm, rỉ sét trên xe máy, xe ô tô do ảnh hưởng của môi trường. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần xịt trực tiếp lên trên bề mặt cần vệ sinh rồi xịt lại bằng vòi nước. Sản phẩm giao hàng và được kiểm tra hàng trước khi thanh toán bạn nhé.